Free 100 câu ngữ pháp N2, N3. Các bạn lưu ý là lớp học này mình dành cho tất cả những bạn chuẩn bị thi ngữ pháp của cả N2, N1 nha mọi người. Thì cái mục tiêu mình muốn mong cho các bạn thứ nhất là hiểu được bản chất khi các bạn sử dụng các cấu trúc ngữ pháp, được không ạ? Và mục tiêu số 2 của giờ học là mình sẽ giúp mọi người có thể biết được mẹo khi sử dụng và cũng như tránh được các bẫy khi làm bài. Và mục tiêu số 3 là trong quá trình mà chúng ta làm các cái câu ngữ pháp này thì mọi người sẽ tăng được cái khả năng đọc và dịch tiếng Nhật. Đấy là 3 mục tiêu mình nêu ra và đây sẽ là lớp học đêm nhá. Và ngày hôm nay trong buổi học này thì Sensei sẽ chia ra làm 3 chặng đường sau đây. Chặng đường đầu tiên thì mình sẽ cùng với mọi người khởi động bằng những cấu trúc ngữ pháp của N2. Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần tăng tốc, mình sẽ học chuyên sâu những cấu trúc N2 cũng như các cấu trúc N1, và cuối cùng là phần về đích, mình vừa học những cấu trúc N2, N1, N3 và chúng ta cùng ôn tập với nhau về những cái dạng câu và những cái mẹo tip ở trong đọc hiểu và trong ngữ pháp nha các bạn. Thì đây là 3 cái chương mà chúng mình sẽ học trong tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng bước vào cái phần đầu tiên là khởi động. Chúng ta sẽ cùng đi từ câu đầu tiên. Hãy trả lời cho mình biết xem câu này chúng ta chọn đáp án số mấy. Maibang o sake o nonde nani nani byouki ni narimasu yo. Trong cái câu này ở đây chúng ta sẽ thấy nó mang ý nghĩa là gì ạ? Uống rượu mỗi đêm và phía sau thì đưa ra một cái kết quả là sẽ bị bệnh. Vậy ở đây mình thấy là nó mang cái tính chất là nếu thì, vì là cho nên ấy, nếu mà mỗi đêm đều uống rượu thì chắc chắn nó sẽ bị bệnh rồi. Đáp án của chúng ta trong câu này chính là sam bằng. Ở đây thì mọi người lưu ý này, chúng ta sẽ có đáp án 3 là đúng và mọi người dịch cho mình là VT mà đi với Bakari iru to thì mình dịch là Bakari iru thôi ạ. Thì mình sẽ dịch là chỉ toàn, chỉ suốt và đằng sau đưa ra kết quả tiêu cực. Và nếu nó còn thêm được một cái chữ tố ở đây thì mình dịch là nếu thì. Và câu này nếu các bạn dịch, bạn ghép và bạn dịch sẽ là nếu như đêm nào cũng toàn là uống rượu thôi thì sẽ bị bệnh. Thì sẽ có đáp án 3 trong câu này là đúng nhá. Thế còn câu 2 thì nó sai ở đâu thì bạn lưu ý giúp mình này. Chúng ta chỉ có danh từ đi với Bacardi đó là riêng, tức là nó phải là danh từ chứ không được là động từ về T như thế này. Nào, chúng ta sẽ có cái câu số 2. Và trong câu số 2 ấy, thì các bạn lưu ý này, mình cho các bạn nhìn cái cấu tạo của câu này nhá. Và nếu có sổ thì bạn nốt cho mình, chúng ta có là kanarazu shimo so deo anai, là không hẳn nhất định phải là vậy. Và thường thì nó sẽ đi với một cấu tạo cấu trúc ở trên, đúng không? Không hẳn nhất định phải là vậy đi với cái gì. Chúng ta sẽ có là yuki guni no hito nara dare demo suki ga jozu. Nếu mà là người ở những cái vương quốc mà có tuyết ấy thì ai cũng giỏi trượt tuyết. Thì cái chuyện này cũng không hẳn là vậy đâu. Hãy chốt cho mình xem đáp án trong câu này là số mấy á. Kanarazu shimo và đi với deo anai là không hẳn là nhé, không nhất định là vậy. Đáp án của chúng mình chính là 2. Cô chúc mừng cho Mai Tuyển và Hà Nami. Cái này bạn nằm học tích hợp của mình á, thì mình dạy rất là kỹ ở cái cấu trúc này rồi. Thì vì sao? Các bạn lưu ý giúp mình này. Với đáp án số 2, bạn nhớ cho mình là ka tôi hiểu tộ, thì đuôi của câu sẽ đi với những cấu trúc của không hẳn là. Và mình sẽ dịch là dù nói là cũng được nhá, không cần dịch là dù nói là cũng được. Hoặc nếu nói là thì cũng không hẳn là vậy. Nó là một cụm cấu tạo của nhau luôn các bạn ạ. Đấy chưa? Ví dụ như câu này thì mình ghép là nếu nói là ở cái người, nếu chỉ cần là người ở đất nước có tuyết, ai cũng giỏi trượt tuyết thì cũng không hẳn là vậy đâu. Đấy, rời xa câu mon là bão tố luôn đúng không? Câu số 3 của mình là Shizutsu go shinai nani nani desu ne. Rồi chúng ta sẽ có là inochi wa tasukaranai daro. Đuôi câu của các bạn đi với thể nai như thế này thì mình dịch câu đằng trước đó đang là không phẫu thuật và câu phía sau là không cứu được mạng sống. Không không thì đi với nếu, đúng không? Vậy câu này đáp án là gì? Và đáp án của mình trong câu này chính là ichi. Ở đây thì các bạn nhìn cho mình, chúng ta có nai koto ni wa. Nai koto ni wa, đây các bạn có nhìn thấy cái chữ nai ở đây không ạ? Và nó đi với koto ni wa của đáp án 1 thì mình dịch là nếu không thì không. Đuôi câu của nó rất là hay đi với thể phủ định của nai như thế này. Và câu này thì khi các bạn ghép cái câu 1 vào thì chúng ta sẽ dịch là nếu mà không phẫu thuật thì có lẽ là không cứu được mạng sống. Và lời khuyên của mình khi các bạn làm câu này thì các bạn nhớ cho sensei là chúng ta có cái nai ở đây. Có nai thì thường là đằng câu sẽ là nai koto ni wa, nai nếu không thì không. Câu số 4 nào, câu này cũng rất đơn giản thôi. Hãy cùng xem với mình nhá. Chúng ta có là kurushi toki ni sasae au, sore ga kazoku to iu. Câu này sẽ mang ý nghĩa là gì thì đầu tiên này chúng ta thấy là sasae au là tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Thì đó mới chính là gia đình đúng không ạ?
khi mà người ta nói về một chân lý nào đó, tức là giúp đỡ lúc nhau, lúc hoạn nạn khó khăn thì đó mới là gia đình. Khi nói về một chân lý, một sự thật hiển nhiên thì chúng ta sẽ chọn với monodạt. Chúng ta có cấu trúc monodạt khi nói về một chuyện đương nhiên, một chuyện là chân lý. Rõ ràng là gia đình thì mới có cái chân lý là giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn và khó khăn, được không? Tiếp với câu số 5 thì sao? Shin ji nani nani koto ni nihon no sakkin wa okuen izo mo aru soda. Cái chuyện này là cái chuyện như thế nào? Tức là cái nợ của Nhật Bản đấy ạ. Nợ của Nhật Bản nó đã lên quá cao rồi. Ok không? Xin sẽ chốt đáp án cho mọi người là gatai. Ở đây chúng ta có hai đáp án rất là phân vân, mà phân biệt ngữ pháp cho các bạn luôn với 1 và 2. Gatai sẽ là khó làm nhưng mà về mặt cảm xúc, ý chí, tinh thần. Và các bạn có thể dịch là khó lòng. Khó lòng mà tin được là Nhật Bản lại nợ nhiều như thế. Đúng chưa? Tiếp theo với zurai. Zurai thì các bạn lưu ý giúp mình, zurai thì sẽ là khó nhưng mà mang tính chất là làm thì làm được đấy nhưng mà khó khăn vất vả. Ví dụ, cô lấy ví dụ như thế này. À, các bạn mà đứng ở cuối bảng, khi mà mọi người ngồi ở cuối thì mọi người sẽ nhìn lên chữ ở trên bảng của cô giáo, mọi người thấy khó nhìn đúng không? Nhưng mà nếu mà mình cố căng mắt ra mình nhìn thì vẫn nhìn được, thì lúc đấy chúng ta mình dùng là mizurai. Tức là mình cố làm thì vẫn làm được đấy, nhưng mà chẳng qua là làm thì sẽ hơi mệt và hơi đau khổ thôi. Zurai là bắt nguồn từ cái chữ churai mà ra ấy, là đau khổ, là mệt mỏi ấy. Rồi và bây giờ sau cái chặng đầu tiên thì các bạn hãy cùng Matome lại với mình nhá. Được không nào? Mọi người hãy nhóm cho mình những cấu trúc ngữ pháp này đi theo cái gì, chúng mình cùng tổng hợp lại cái giai đoạn khởi động ban đầu. Một sẽ đi với mấy ạ? VT bậc ca đi đó là chỉ toàn chỉ suốt, vậy một sẽ đi với B. Ka to iu to thì sẽ là nếu nói là thì cũng không hẳn hai đi với A. Chúng ta có nai ko to níu ạ, đuôi câu sẽ hay đi với nai, mang cái tính chất là nếu không thì không, nên ba sẽ đi với E. Ok không? Được chưa? Tiếp nào, monoda là một cấu trúc ngữ pháp mang chất là đương nhiên, đúng rồi, 4 đi với D. Gatai là khó lòng làm một cái gì đấy thì 5 đi với C. Yes cả. Và bây giờ các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng vào một cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn tăng tốc nha. Nào, bây giờ nếu mọi người đã quen với cái cách mà mình dạy rồi thì chúng ta đi vào giai đoạn tiếp theo. Nào, kanozo wa nanen mo nayanda nani nani tsui ni rikon shita. Cô ấy đúng không ạ? Mình dịch câu này là cô ấy, và đây là cô ấy dằn vặt chăn trở hàng năm, bao nhiêu năm trời. Và suy nghĩ là cuối cùng thì cô ấy ly hôn. Đấy, câu số 6 là đáp án số mấy đây? Và đáp án của chúng ta trong câu này chính là ichi desu. Vì sao? Cả lớp hãy cùng ôn với sensei nhé. Thứ nhất, chúng ta có cái động từ chia về thể quá khứ là nayanda và đi với ageku. Thì mình sẽ dịch là sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra. Và lưu ý giúp mình là trong trường hợp này thì chúng ta sẽ đi với tiêu cực. Khi đi với ageku thì sẽ luôn là tiêu cực nhá. Và mình sẽ dịch câu này là sau một khoảng thời gian chăn trở băn khoăn hàng năm trời thì đưa một kết quả tiêu cực ở phía sau là cô ấy đã ly hôn. Nên đáp án của chúng ta trong này là ageku. Chúng ta sẽ có câu số 7 của các bạn ở đây, đấy là konna ni kesseki ga okute wa tani o otoshi nani nani. Ở trong cái câu này để cho nó dễ hơn thì sensei sẽ cùng chia sẻ với mọi người về cái cụm từ tếu ạ. Tếu ạ, trong câu này thì các bạn sẽ dịch là nếu thì nhá. Nếu như mà đi học mà kiseki ga oku vắng mặt nhiều như vậy thì có nguy cơ là sẽ bị rớt tín chỉ. Tani đây là tín chỉ đúng không? Và có nguy cơ thì chốt đáp án số mấy nào? Đáp án của chúng ta chính là otoshi kane nai. Và vì sao lại như vậy thì bây giờ cả lớp sẽ cùng học với mình nhá. Thứ nhất, các bạn lưu ý chúng ta có động từ mà chia về, chia bỏ mát sự cộng với kanena thì sẽ mang cái tính chất là có nguy cơ, có khả năng, và đó thường là những cái chuyện tiêu cực. Ví dụ như trong trường hợp này là nếu như mọi người mà làm sao, mọi người mà trượt, mọi người mà vắng mặt nhiều thì có nguy cơ sẽ bị trượt tín chỉ, thì chúng ta sẽ dùng với kanena. Đây là một cấu trúc khá dễ bị nhầm bởi vì rõ ràng là em thấy có thể nai ở đây nhưng mà lại dịch là có nguy cơ, có khả năng, được không? Nào, câu số 8 ạ. Jidai no henka ni nani nani nihonjin no sokusekatsu mo hai henka shite kita. Ở trong cái câu này thì mình thấy nó có hai cụm từ thay đổi. Cụm từ đầu tiên nằm ở đây là sự thay đổi của thời đại, và cụm từ số 2 cũng có cái chữ henka, có thay đổi, và mình dịch là thay đổi trong cái lối sống ăn uống của người Nhật. Chúng ta sẽ có đáp án trong câu này là tomonatte tomonau. Vì sao lại là ba thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Thứ nhất, các bạn lưu ý giúp mình ni tomonatte tomonau là cùng với, tức là cùng với sự biến đổi của A thì sẽ có sự biến đổi của B, cùng với A thay đổi thì sẽ có B thay đổi. Và trong câu này thì các bạn sẽ dịch là cùng với sự thay đổi của thời đại thì rõ ràng là cái bữa ăn của người Nhật cũng thay đổi. Được chưa? Cùng với, đúng rồi. Tiếp câu số 9 ạ.
Rồi câu này hơi khó một chút. Nếu nhưng mà là những cái thứ tìm kiếm đơn giản, đúng không? Thì hoàn toàn chúng ta có thể tìm kiếm bằng mạng internet mà không cần đi đến thư viện. Vậy Sensei sẽ cần một cái chữ là không cần đi đến thư viện ở đây là đáp án số mấy? Trong câu này mà chúng ta chúc mừng cho bạn nào chọn với đáp án số 1. Có một cái rất là mới mà cái này thì là cả N1 nhé. Chúng ta có ma đệ mố nai là chưa tới mức phải, không cần thiết phải. Được chưa? Tức là nếu mà cái đấy nó dễ dàng có thể tra cứu bằng mạng thì rồi chúng ta chưa cần đến mức phải đi đến thư viện, cũng là không cần phải đến thư viện. Thì đây là một cấu trúc ngữ pháp của N cả N2 và N1. Bạn nào đang học N1 thì ôn luôn. Ma đệ mố nai là chưa tới mức cần phải đi đến thư viện đâu. Hitsuyo ga nai desu ne. Chúng ta đi đến với câu số 10 ở đây nhé. Aru teido no konnan wa yōsō shite ita nani nani koko made taihen da to mo omowanakatta. Tôi thì tôi cũng có dự đoán được cái khó khăn ở một cái mức độ nào đó rồi. Đấy, phải dịch được câu thì chúng ta mới có thể làm được nhá. Và phía sau người ta nói là koko made taihen da to mo omowanakatta, không nghĩ là nó lại khó khăn đến mức như vậy. Thì mọi người thấy nó có cái sự trái ngược không? Ở đằng trước thì mình đã dự đoán và đằng sau thì mình lại không nghĩ ra, không nghĩ đến. Vậy thì đây chúng ta thấy mối quan hệ trái ngược và chốt đáp án nào. Và đáp án của chúng mình trong câu này là monono, và cùng ôn với mình chúng ta sẽ có monono, đó là tuy là mặc dù của sự trái ngược. Và bạn ghép ở trên câu này thì mình sẽ dịch là mặc dù đã dự đoán được rồi đấy mà vẫn không nghĩ được đến thế. Nào 11 đó các bạn. Câu 11 đừng để bị sai nhá. Ok, câu này là để ôn lại cái câu lúc nãy thôi. Undo shinai de tabete nani 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 to karara ni warui desu yo. Rõ ràng lúc nãy sensei với cùng mọi người học đều là bakari iru rồi. Thế thì ở đây có thêm chữ suru không? Hay là không? 3 hay 4? Nhìn lại một lần cho sensei nào. Đáp án của chúng ta là 4 ạ. Tabete bakari iru to. Và cấu trúc của mình trong câu này là te bakari iru, chứ phải bakari te iru. Chỉ toàn suốt, nếu lúc nào cũng chỉ toàn ăn mà không vận động thì không tốt cho sức khỏe đâu. Và người ta đưa câu 3 ra để lừa mọi người một tí thôi nhá. Và cấu trúc mình cố định lại cho mọi người trong này là te bakari iru. Câu 12 nào. Yaru tokimeta nani nani saigo made akiramezu ni yaru beki da. Chốt đáp án cho các bạn trong câu này đó là 2. Và vì sao lại là đáp án 2 thì các bạn lưu ý giúp mình này. Chúng ta cùng học cấu trúc sau đây. Kara ni wa. Kara ni wa là một khi đã. Đúng rồi ạ. Một khi mà đã quyết định là sẽ làm, đúng không? Thì mình sẽ phải làm đến cuối cùng mà akiramezu là không được từ bỏ. Tiếp nào, câu số 13. Yama ni noboru toki wa jibun no taiyoku ni nani nani keikaku o tatemashou. Sensei sẽ chốt nhá, chốt đáp án ạ. Đáp án của chúng ta trong câu này chính là ni bang desu. Khi mà leo núi thì chúng ta hãy lên một cái kế hoạch phù hợp ứng với cái thể lực của bản thân và phù hợp ứng với tùy theo chúng ta có cấu trúc danh từ đi với ni ojiru tùy theo ứng với. Đúng chưa? Như câu này là 14 nào. Shinryu saen wa chiui sareru to okori dashi nani nani naki dashita. Đây là một cái câu mà mình thấy là wow, hơi khó một chút các bạn nhé. Mọi người hãy viết cho mình. Đáp án của mình ở đây là một cái cấu trúc cực kỳ là lạ, đó là ageku no hate ni. Cuối cùng thì sao đó nhá. Câu này thì mình sẽ dịch là cái cô nhân viên mới đó bị nhắc nhở là sẽ okori dashi. Cô đấy sẽ cáu giận, bực tức và cuối cùng thì cô ấy bật khóc. Nhá, được chưa? Thế còn amari thì mọi người chọn rất là nhiều. Thì amari là vì quá. Và thường đi với amari thì sẽ thường phải có một cụm danh từ, tính từ đi kèm luôn, chứ không bao giờ là chủ ngữ. Hoặc là không bao giờ phải là một cái cụm đứng đầu. Và amari đứng đầu như này là không có. Xin mời tiếp theo câu số 15 ạ. Nào mọi người ơi, cố lên mọi người. Chúng ta sẽ cùng đi đến với câu số 15 trong ngày hôm nay là ame ga furanai nani nani mainichi hasiru yo ni shite imasu. Ở đây thì sensei sẽ chốt nhá. Mọi người ơi, uchini là tranh thủ đúng không? Tranh thủ trong lúc mà mưa nó chưa rơi thì sensei thấy rất là hợp lý. Thế nhưng có bao giờ có cái trường hợp tranh thủ rồi mỗi ngày không ạ? Mainichi hasiru yo ni shite imasu. Thì mọi người lưu ý này, cái tính chất tranh thủ nó sẽ là tính chất thời khắc. Tức là ví dụ như tranh thủ lúc trời nó còn chưa mưa thì mình đi chạy sensei ok là chỉ có hôm đó thôi thì mới gọi là tranh thủ. Tranh thủ trong lúc mà trời chưa tối thì về đi thì rõ ràng là chỉ có cái hôm đó thôi, thì đâu có phải là mainichi mỗi ngày đều được đâu. Nào loại 2 rồi, trả lời lại cho sensei xem mấy.
Kakiri đúng không ạ? Ta sẽ có kakiri mang chất là trong cái giới hạn, hoặc là nếu không, đúng không ạ? Nai kakiri là trong cái giới hạn mà không làm cái không thể nào đấy. Thì câu này mình sẽ dịch là trong cái giới hạn, nếu như mà trời không mưa thì mỗi ngày tôi đều cố gắng chạy. Hợp lý chưa? Mình đã đi xong được cái giai đoạn đoạn giữa giữa rồi, thì bây giờ các bạn làm bài nối cho sensei nào. Ake cự thì là sao ạ? B. Sau một thời gian cuối cùng đưa ra kết quả tiêu cực. Ok chưa? Ojiru thì là tùy theo, đúng rồi, hai đi với D. Nai kagiri là nếu không, ba đi với E. Ok không nào? Monono là tuy nhưng, bốn đi với C. Và cuối cùng chúng ta có ni tomonatte, đó là A cùng với A thì có B. Được nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với giai đoạn cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Về đích nha. Câu tiếp theo, câu số 16 của các bạn chúng ta sẽ có ở đây đó là Jicho ga atte nani nani okureru nara renraku gurai shite hoshii. Dẫu như là có lý do đi chăng nữa, đúng không? Thì cũng mong muốn là mọi người sẽ liên lạc nếu là muộn. Nào, câu 16 mọi người chốt cho mình xem đáp án số mấy trong câu này đấy. Cả lớp ơi, cả lớp cùng nhìn này. Đầu tiên ôn cho sensei nhá. N2 chúng ta có một cái cấu trúc là ni seo, cho dù, ngay cả, cho dù là có lý do đi chăng nữa, cho dù là có chuyện gì đi chăng nữa, thì nếu như mà anh chị đi muộn thì tôi cũng mong muốn là anh chị phải liên lạc. 17 mọi người ơi, chúng ta có là senshiu tachi wa ame no hi doro desu ne ni natte tatakatta. Xin mời. Câu này thì các bạn sẽ thấy là các cái senshiu tachi là các tuyển thủ ấy, trong ngày mưa đúng không? Đấu tranh mà người trở nên toàn bùn. Và toàn bùn là đáp án số mấy nhỉ? Số mấy đây ạ? Hay, và toàn bùn của các bạn ở đây thì chính là darake. Được chưa? Cùng học với mình nhá. Thứ nhất, danh từ khi đi với darake sẽ là đầy toàn là. Được không nào? Đầy toàn là. Đây là đầy toàn bùn đấy ạ. Đúng không? Và nó hay đi với như đầy bụi này, đầy bùn, đầy rác này. Nó chỉ đi với một số các cụm này thôi. Hay là bài văn đầy lỗi này, mít sự darake thì người ta cũng dùng. Câu 18 nào. Koji no kaishi nani nani fukin no shiumi ni mukete setsumeikai ga hikarareta. Đúng không? Câu này có các bạn có phải dịch là để chuẩn bị cho việc mở một cái công trường thì người ta mới phải mở một cái buổi giải thích hướng cho, dành riêng cho những cái người dân ở vùng xung quanh. Và cái chữ để chuẩn bị trước khi chúng ta chốt đáp án là sensei. Ok, ngày trở về bạn Đông Lạnh, Thu Yên đã chốt rồi và chúc mừng mọi người. Đáp án của chúng ta trong câu này sẽ là ichi desu ne. Ichi mọi người ạ, đó là sakidachi. Đó là trước khi và mang tính chất chuẩn bị nhé. Thì lúc đấy người ta dùng với mộ khả mau hoa dự nhé. Câu 19 ạ. Kono yona nanbyo ga te shujutsu de naoru to wa desu ne. Cái việc mà một cái căn bệnh nan y như vậy mà lại có thể được chữa khỏi bởi phẫu thuật ý, thì thật sự là tôi muốn khan xả là biết ơn với cái sự y các cự nó simple, là sự tiến bộ của y học ạ. Bày tỏ cảm xúc nào, khan xả là số mấy ạ? Đáp án của chúng ta trong câu này sẽ là se zu ni wa irare nai. Se zu ni wa irare nai mang ý nghĩa là gì? Thì các bạn nhớ cho mình, chúng ta có zu ni wa irare nai là không thể không, không thể kìm nén được nhá. Không thể kìm nén được cái sự biết ơn đối với sự tiến bộ của y học. Câu 20 nào. Chô độ sokuji ga deki agatta nani nani chi chi ga kaette kita. Chúng ta có một cái chữ là chô độ. Đúng cái lúc mà mình nấu cơm xong ấy thì bố về. Chúng ta chốt phải đáp án số mấy đấy? Đúng cái lúc mà cơm mình nấu xong thì bố đã đi về, thì đúng cái lúc nó phải là tokoro. Đúng không ạ? Tokoro mà thì mới là đúng lúc chứ. Đúng lúc vừa mới này, ta tokoro là đúng lúc vừa mới. Mình sẽ phải loại luôn sai chiêu. Vì sao? Em lưu ý giúp cho sai cô nào. Sai chiêu là trong lúc mà đang làm thì có một chuyện xảy ra và ngăn và làm cản trở. Trong lúc mà đang phát biểu thì điện tắt. Trong lúc mà mình đang nướng BBQ ngoài biển thì trời mưa, thì người ta mới dùng cái sai chiêu. Ní atari là nhân dịp, sai luôn. Đúng rồi, đáp án của mình trong câu này là hai các bạn nhé. Bởi vì sao ạ? Các bạn lưu ý giúp cho mình là đúng vào cái thời điểm đi với chợ từ ní đấy ạ. Đúng vào cái thời điểm đó thì bố đi về. Đúng vào cái thời điểm vừa nấu cơm xong nhá. Câu 21. Campaign kikanchiu ni nani nani niukaikin ga muryou tonaru desu ne. Tonarimasu, được chưa? Thì ở đây người ta có nói với các bạn đấy là nếu như mà vào trong cái giai đoạn mà người ta đang tiến hành một campaign, là một cái chiến dịch ấy, thì cái phí hội viên là miễn phí. Chốt đáp án 21 nào. Rồi chốt nhá, và đáp án của chúng ta là 1. Đây là chỉ riêng như lúc nãy mình nói ni kagiri
đúng không ạ? Chỉ riêng một cái trường hợp đặc biệt là trong cái thời hạn này thôi thì cái tiền mà chúng ta làm sao ạ? Cái tiền mà chúng ta gia nhập hội sẽ được miễn phí. Chỉ riêng mà có trường hợp đặc biệt thì chúng ta sẽ đi với Nika ghi đi nhá các bạn nhá. 22 nào. Câu 22 của mình là omoshiroi nani nani desu ne. Kono sakana wa osu ga kosurate o suru no da sou da. Thì khi đi với omoshiroi là một sự thú vị. Thì các bạn có biết cái cụm từ gì không ạ? Xin dịch cho mọi người dễ hình dung nhá. Một cái chuyện thật là thú vị là cái con cá này ấy, thì lại là con đực sẽ nuôi con. Desu ne. Nghe nói là cái loài cá này thì là con đực sẽ nuôi con. Osu là con đực đấy ạ. Một cái chuyện thật là thú vị thì thật là đây là đi với mấy ạ? Rồi, và chúng ta sẽ có đáp án trong câu này chính là ichi desu ne. Omoshiroi koto ni. Được chưa? Thật là thú vị thì các bạn cùng học với mình. Koto ni dùng để nhấn mạnh cảm xúc. Đi với cảm xúc và bình thường ấy thì sensei sẽ dịch là thật là thế nào đấy. Thật là thú vị biết bao nhiêu. À, con cá này thì lại là con đực nuôi con. 23 của các bạn đó là kono mama ondanka ga susumu to. Nếu mà tình trạng thời tiết vẫn còn nóng lên như thế này thì đất nước đó xô có vẻ có nguy cơ sẽ bị chìm vào biển. Vậy 23 là đáp án số mấy? Thế thì trong cái câu này thì chúng ta sẽ chốt được cái đáp án của các bạn chính là osore ga aru. E rằng sợ rằng là osore ga aru nhá. Tức là khi mà người ta đưa những cái tính chất theo cái kiểu là khách quan, có con số cụ thể hay các kiểu thì họ rất là hay dùng từ osore ga aru. Bạn cũng sẽ nhìn thấy osore ga aru trên các bản tin rất là nhiều nhá. 24 của mình là kono you na sou ga itadaketa no ga kore made no minasama no osien no okage ni. À rồi, ok. Câu này chúng ta sẽ dịch là cái việc mà tôi moraeru. Morai được thì người ta nói thành itadakeru ấy. Tôi nhận được cái giải thưởng như thế này là chính là vì nhờ cái sự CN là sự hỗ trợ support của mọi người từ trước đến nay. Chính là vì chúng ta có cấu trúc ngữ pháp ở đây. Chốt cho sensei câu số 24. Chốt cho mọi người đáp án số 3. Vì sao? Chính là hokanaranai. Hokanarimasen. Không có cái gì ngoài cái đó thì chính là nhờ sự giúp đỡ, được không? Mình đi đến với câu cuối cùng trong ngày hôm nay nhá. Hay. Và câu cuối cùng của mình đấy là chi sư ga thế nào ạ? Wakari ni iku katta ga denwa de kiki nani nani nantoka mise ni iku koto ga hai dekita. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái câu này của các bạn đấy là mặc dù là chi sư là cái bản đồ thì nó khó hiểu nhưng là sao? Khi mà mình hỏi người ta bằng điện thoại thì bằng một cách nào đó thì mình cũng đã có thể đi đến được cửa hàng rồi. Và đây là một cái cấu trúc ngữ pháp chúng ta cùng ôn là tsu tsu. Vì tsu tsu là vừa. Nhưng mà tôi vừa, đúng không ạ? Tôi vừa hỏi nghe điện thoại thì tôi cũng có thể vừa nghe điện thoại và vừa bằng một cách nào đó. Nên tôi có là bằng một cách nào đó thì tôi cũng có thể là đến được cửa hàng đó. Được chưa? Rồi, và bây giờ thì để kết thúc cho buổi học ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với mình nối những cái câu sau đây nhé. Đây thì chúng ta sẽ cùng nhìn thấy cái dạng nối đầu tiên là ni kagiri thì một sẽ đi với a, danh từ đó là cái trường hợp đặc biệt. Tiếp theo sakidate là trước khi, hai đi với c, đúng rồi Nguyệt ơi. Osore ga aru là e sợ là ba đi với e. Được không? Zu ni wa irarenai đấy là gì ạ? Không thể không thể kìm nén được thì là bốn đi với d. Và câu năm tsu tsu là vừa thì mình có năm đi với b. Yes, có. Hai. Có trong cái câu này đó là Shiuchi nani nani kanke sa igai hay tachi iri ka kinshi. Ở đây thì mình sẽ có là cái khu vực riêng tư, đúng không ạ? Và phía sau đó là ngoài những người có liên quan thì người ta cấm vào, đúng không? Vậy thì câu này các bạn sẽ dịch là vì đây là khu vực riêng tư cho nên ngoài những người liên quan thì còn lại là cấm vào. Yes, có. Nên sensei sẽ chốt cho mọi người đáp án trong ngày hôm nay của chúng ta là Nitsuki. Mọi người hãy cùng nhìn lên trên slide và nhìn và lưu ý cho sensei nhé. Đáp án số 2 của chúng ta, danh từ khi đi với Nitsuki sẽ mang ý nghĩa là vì và là thông báo nhé các bạn. Hai, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với câu 27 nào. Hito wa sorezore iken ga chigau nani nani yoku hanashi au koto ga hitsuyou nano da.
con người đúng không ạ? Và phía sau của các bạn ở đây là gì? À, có ý kiến khác nhau. Sore zore iken ga chigau, ý kiến khác nhau. Và phía sau của các bạn ở đây là cần phải nói chuyện với nhau, cần phải thảo luận. Vậy thì mình thấy cái này nó mang chất là nguyên nhân kết quả chưa? Vì mỗi người sẽ có một ý kiến khác nhau, cho nên là cần phải có một cái nói chuyện và thảo luận kỹ, được chưa nào? Vậy trong câu này thì CC sẽ chốt cho mọi người đáp án của chúng ta chính là ichi. Và vì sao lại là ichi? Thì đầu tiên các bạn nhớ cho CC này, karakoso. Karakoso là chính vì các bạn ạ. Và nhấn mạnh về lý do. Thì trong câu này mình sẽ dịch là chính vì ý kiến của mỗi người sẽ có khác nhau, cho nên là chúng ta cần phải nói chuyện và thảo luận kỹ. Câu 28 nào. Okyakusama no gokibo nani nani design ya iro no henko mo kano desu. Thì cái câu này mọi người cùng nhìn cho mình nhá. Cái câu này á thì chúng ta thấy đây là cái kỳ vọng của khách hàng, và phía sau là mình có khả năng là sẽ thay đổi được màu sắc và thiết kế, đúng không? Vậy ở đây chúng mình sẽ cần một cái chữ là tùy theo, phụ thuộc. Desu ka? Hay. Đáp án của chúng ta trong câu này chính là nibang desu ne. Sidai các bạn ạ. Desu ka? Ở đây với sidai thì các bạn cùng học cho sensei, sidai sẽ có hai ý nghĩa. Nhưng nếu như là động từ mà bỏ mát sự cộng với sidai như thế này thì nó sẽ có ý nghĩa đầu tiên là tùy thuộc vào, và ý nghĩa số 2 là ngay sau khi. Đúng rồi, và câu này thì mọi người sẽ dịch là tùy vào nguyện vọng của khách mà có khả năng mình sẽ thay đổi được màu sắc cũng như là thiết kế. Yes ka? Rồi, nào câu 29 nha các bạn. Kogyo ga hatten shita okage de seikatsu wa dore hodo benri ni natta nani nani desu ne. Câu này của chúng ta sẽ có cái cụm từ dore hodo desu ne. Dore hodo ở đây thì là đi với cái gì nào? Đầu tiên okage de là N3 thì chúng mình ôn luôn. Okage de là nhờ vào cái việc là khu kiểu ngành công nghiệp phát triển, cho nên là cuộc sống đã trở nên tiện lợi biết bao nhiêu. Và với dore hodo độ thì sensei sẽ chốt đáp án cho mọi người trong câu này chính là kotoka desu ne. Vì sao lại là kotoka thì các bạn cùng nhớ cho sensei. Kotoka thì mang ý nghĩa là thật là biết bao nhiêu nhá, và nó rất là hay đi với dore hodo. Cứ nhìn thấy dore hodo thì đuôi câu chắc chắn là kotoka. Và câu này thì mọi người sẽ dịch là cuộc sống nhờ vào việc phát triển công nghiệp mà trở nên tiện lợi biết bao nhiêu. Câu 30 của chúng ta ở đây thì mọi người sẽ cùng nhìn nhá, đó là ima aru siryo dake de wa kono kekka ga zettai tadashi to wa nani nani. Và câu này của chúng ta ở đây mang cái tính chất đấy là chỉ với cái tài liệu hiện có thì cũng không thể nói được rằng kết quả này là chính xác được, đúng không? Câu này chúng ta sẽ cần một cụm phủ định, đúng không mọi người? Chỉ với cái tài liệu hiện có thì không thể nói là kết quả này là đúng. Vậy sensei sẽ cần một cái chữ phủ định là không ở đây. Nhưng em lưu ý giúp cho sensei này, ní chi gai nai là chắc chắn, nó không phải phủ định đâu. Mặc dù nó ở thể nai nhưng nó lại không phải phủ định, được không nào? Nó là chắc chắn, là khẳng định. Nên sensei sẽ loại câu 3 đầu tiên. Thì sensei sẽ trả lời cho mọi người đáp án của chúng ta trong câu này là động từ mà chia bỏ mát sự đi cộng với kirenai thì sẽ mang nghĩa là không thể làm cái chuyện gì đó hoàn toàn. Và khi mà đi với ikirenai thì sẽ mang cái tính chất là không thể hoàn toàn nói là, không thể nhất quyết nói là. Và khi mọi người vào câu này thì chúng ta sẽ dịch là chỉ với cái tài liệu này thì cũng không chắc chắn, không thể hoàn toàn nói kết quả là chính xác, là hợp lý chưa? Đúng không? Đúng không? Nên đáp án nó là 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu số 31 nha mọi người nhá. Kono ogata mise ga open nani nani chikaku no douro wa itsumo kuruma de ippai da. Cái cửa hàng lớn đó mở, đúng không? Và phía sau của mình nó là sao đây ạ? À, các cái con đường ở gần đó thì nó thế nào đây ạ? Nó cứ itsumo kuruma de ippai, lúc nào nó cũng đông đúc xe. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là kể từ sau khi, và sensei chốt đúng luôn. Ok luôn, và đáp án của chúng ta trong câu này chính là ichi shite irai. Desu ka? Và mọi người cùng học với sensei, cô thấy có hòa ở đây và băng lạnh có dịch rồi. Te irai đó là kể từ sau khi, thì suốt có chuyện gì đó xảy ra. Kể từ sau khi cái cửa hàng lớn này nó mở thì suốt sau đó có một trạng thái liên tiếp xảy ra là cái con đường ở gần đó đông đúc, đúng không nào? Câu 32 nào. Đấy là gì ạ? Kyōnen no taikai de wa junyūsō datta ga kotoshi koso
Zettai ni yuso nani nani. Vào cái đại hội năm ngoái thì mình chỉ là jun yuso thôi, đúng không? Tức là mình không chiến thắng đâu, đúng không ạ? Đấy, thế nên năm nay, chính năm nay chúng ta lại gặp lại cái chữ koso. Chính năm nay nhất định mình sẽ chiến thắng. Vậy thì nhất định mình sẽ chiến thắng là đáp án gì ạ mọi người? Đúng, đáp án của chúng ta trong câu này te miseru thì VT miseru sẽ mang cái tính chất là làm cái gì đó cho ai đó xem. Được không nào? Vậy câu này của chúng ta sẽ dịch là chiến thắng cho mà xem. Yuso te miseru là nhất định sẽ chiến thắng cho mà xem. Câu 33 của chúng mình ở đây sẽ là gì đây ạ? Gokeyaku ni nani nani unten menkyo so ya passport nado jibun o soumei suru mono ga hitsuyou desu. Keyak là ký kết hợp đồng nhá. Mệnh đề phía sau người ta nói là cần những cái thứ để chứng minh được bản thân mình. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là bằng lái xe này, hay là ví dụ như passport này. Và sensei sẽ chốt đáp án cho mọi người trong câu này là sai state. Và vì sao? Thì các bạn cùng học cho sensei, chúng ta có ni sai state là dịch là khi. Khi nhưng mà với sai state mang chất là hướng dẫn các bạn ạ. Hướng dẫn dùng trong trường hợp lịch sự rất là hay dùng ni sai state, nhưng trong câu này là trường hợp là hướng dẫn đấy. Được không? Rồi, 34 nào. Câu này của chúng mình là gì đây? Hãy taiyō wa osoi shi, jōhō mo fusekaku dashi. Desu ne. Konna, à đây là chữ dashi đấy các bạn ạ. Chữ dashi nhé, không phải chữ Hán đâu. Konna ryōkō gaisa, nido toriyo nani nani. Đúng không? Câu này thì các bạn thấy thứ nhất là người ta sao cái công ty đó đối ứng thì chậm này. Thứ hai, thông tin thì thiếu chính xác. Thông tin thì bất minh. Thì tôi sao? Nhất định là sao? Tôi sẽ không bao giờ sử dụng lại cái công ty, không bao giờ tôi đi lại cái công ty du lịch đó lần thứ hai. Nhất quyết không làm chuyện gì thì sensei chốt. Đáp án của mình trong câu này chính là Ichi. Học cho sensei cấu trúc mono cả. Nhất định không làm chuyện gì đó lần thứ hai. Rất là hay đi với ni độ tộ. Chuẩn luôn, đúng luôn, tuyệt đối không làm. Câu này là câu 35 của chúng ta là Bendi sa nani nani. Thu xin nó ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cụm danh từ là về cái độ tiện lợi. Thì rõ ràng là ở thành phố thì sẽ tốt hơn, nhưng ở ngoại thành thì giá nhà yachin no hô ga desu ne, tiền nhà lại rẻ hơn. Thế câu 35 thì chúng ta chốt là cái gì đây ạ? Chốt cho sensei. Ok, và đáp án của chúng ta trong câu này của mọi người hay chính là karaoke desu ne. Đầu tiên karaoke ba là đứng từ góc độ nào đó mà, xét từ góc độ nào đó mà, hiểu chưa nè? Được không nào? Và trong câu này thì chúng ta sẽ là đứng trên hay xét từ cái góc độ là về tiện lợi ấy. Nếu xét ở cái góc độ này thì tôi thấy là gì? Tôi thấy là ở thành phố sẽ tiện lợi hơn. Nên đáp án nó là 4 các bạn ạ. Nếu các bạn đã ok thì mình có một cái bài test nho nhỏ kết thúc được cái phần khởi động ở đây. Y đài 1 sẽ đi với gì nhỉ các bạn nhỉ? Y đài là gì? 1 sẽ đi với C, mang tính chất là kể từ sau khi thì suốt, đúng không? 2 kirenai là mang cái tính chất là không thể hoàn toàn. Ví dụ như không ăn được hết thì người ta hay nói là thà bê kirenai đấy ạ. Si đài của bọn mình sẽ có hai ý nghĩa. 1 là tùy thuộc và 2 là ngay sau khi. Tiếp nào câu 4. Bakaraieba là đứng trên và từ một góc độ nào đó. Và chúng ta còn mỗi câu 5 thôi. Bakari ni chỉ tại, chỉ vì, mang cái tính chất bất mãn, được không nào? Ok chưa? Đây, sensei sẽ nhóm lại một lần nữa cho các bạn để mọi người nhìn tổng thể nhé. Nếu cần thì các bạn hãy chụp màn hình lại nhé. Vậy mình đã xong cái phần đầu tiên và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo trong ngày hôm nay. Đó chính là phần tăng tốc. Phần tăng tốc thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái cấu trúc ngữ pháp quan trọng hơn. Và chúng ta sẽ học nhanh hơn một chút nha. Câu đầu tiên của các bạn ở đây. Umai yarikata nante arimasen. Tada me no mae no koto isshokenme yaru nani nani desu. Không có một cái cách làm nào mà gọi là thuận lợi cả. Trên đời không có một cách làm nào là thuận lợi cả. Chỉ đơn giản rằng là gì đấy, khi mà đi với tada chốt đáp án luôn. Chỉ đơn giản là chúng ta cố gắng làm những cái chuyện trước mắt mà thôi, chứ làm gì có cái con đường nào gọi là con đường trải đầy hoa hồng. So desu ne, khi mà đi với tada như thế này thì mình chốt được luôn, đáp án của chúng ta chính là nomi. Thì cùng nhìn cho sensei cái câu này. Khi đi với tada thì nó sẽ đi với nomi, mang nghĩa là chỉ, được chưa? Chỉ là mình cố gắng làm những cái việc trước mắt mà thôi nhá. Câu 37 nào. Shige no kaihatsu niyotte kono kumi kuni mo zozo ni iukata ni nani nani. Và câu này các bạn cùng nhớ cho sensei, mình có một cái chữ zozo bằng với dan, dan là dần dần.
nhờ vào cái việc phát triển của nguồn tài nguyên, cho nên là cái đất nước này cũng trở nên giàu có đấy ạ. Dần dần trở nên giàu có là cái gì? Đi với Zozo, bởi vì đam đam là dần dần. Và CC chốt cho mọi người đáp án trong câu này chính là Ichi desu ne, đúng không ạ? Nari tu tu aru. Chúng ta có cấu trúc V bỏ mát sự và đằng trước, nếu em thấy những cụm từ như Zozo rồi đan đan thì nó cộng với tu tu aru mang nghĩa là ngày càng dần dần có chuyện gì đó xảy ra. Câu 38 nào. Kono koen wa saigai toki nani nani hinan baso ni shiji sarete imasu. Câu này của chúng ta được dịch là cái công viên này thì được chỉ định là cái nơi lánh nạn, nơi lánh nạn khi mà có các cái tai họa xảy ra. Đáp án trong câu này của chúng mình là 3. Vì sao ạ? Hãy lưu ý giúp cho sensei, trong câu này chúng ta có ni okiru. Ni okiru là một cụm từ được dịch là tại, ở, trong, vào. Nó được thay cho trợ từ ni hoặc là thay cho trợ từ đệ, được chưa? Cứ nhớ cho sensei là nó sẽ thay cho hai trợ từ sau đây. Trợ từ đầu tiên là ni và trợ từ số 2 là đệ. Ví dụ như trong câu này là cái công viên này được chỉ định là nơi lánh nạn khi, khi mà có tai họa xảy ra là toki ni. Và thay cho trợ từ ni thì mình có lại ni okiru. Yes, có. Nên đáp án của chúng mình là 3. Nào, 39 nào, 39 mọi người ơi. Ở đây chúng ta sẽ có cái gì ạ? Shizen hakai ga susumu nani nani. Và câu phía sau là Shizen hogo no sekatsu mo fueteru. Đây là hai mệnh đề đúng không? Mệnh đề phía trước của các bạn, người ta đang nói với mọi người là cái gì đây? Là gì đây ạ? Cái việc phá hủy tự nhiên đang được tiến hành. Mệnh đề phía sau là các cái hoạt động bảo vệ tự nhiên được tăng lên. Vậy thì hai mệnh đề này có mối quan hệ gì mà chúng ta chọn đáp án như thế ạ? Và đáp án của chúng ta đúng thật là Ikpo mọi người ạ. Và vì sao lại là Ikpo thì mọi người cùng nhớ cho sensei này. Ikpo sẽ mang ý nghĩa là một mặt thì, mặt khác thì sao đó. Hay nêu lên hai mặt của một vấn đề, được chưa? Hai mặt của một vấn đề thì người ta dùng với Ikpo. Một mặt thì các cái hoạt động phá hủy môi trường đang được tiến hành, nhưng mặt khác thì các cái hoạt động bảo vệ môi trường cũng đang tăng lên. Một cái phá hủy, một cái bảo vệ, cả hai cái cùng tăng lên, hai mặt của một vấn đề, ta có Ikpo. Câu tiếp theo nào, câu 40 mọi người ơi, sắp hết rồi. Câu này của chúng ta là gì ạ? Kotoba no erabikata wa muzukashi. Machigaeru to gokai sareru. Làm sao đó, đúng không? Nào, comment cho mình nào. Cái cách chúng ta lựa chọn lời nói ấy, nó cực kỳ khó. Bởi vì sao? Chỉ cần nhầm lẫn thôi là có khả năng sẽ bị hiểu lầm. Thế thì có khả năng sẽ bị hiểu lầm mang chất tiêu cực là đáp án số mấy trong câu này đấy? Và câu này thì có khả năng sẽ bị hiểu lầm của chúng ta chính là Kanenai. Kanenai sẽ mang cái tính chất là có thể sẽ, có nguy cơ sẽ, là mang tính chất tiêu cực. Chỉ cần sử dụng nhầm lẫn thôi là có khả năng sẽ bị gì ạ? Sẽ có khả năng sẽ bị hiểu lầm, đúng không? Những chuyện tiêu cực có khả năng, có nguy cơ thì mình có kanenai. Tiếp theo bây giờ chúng mình sẽ cùng đi đến với câu 41/50 nào. Kore dake jiko ga okitemo mada sake o nonde unten suru hito no kimochi ga dikai nani nani. Rồi câu này của chúng ta sẽ mang ý nghĩa là hãy, dẫu như là xảy ra cái tai nạn đến mức như thế rồi, dẫu như vậy rồi mà những cái người mà lại vẫn còn uống rượu bia để lái xe nữa thì mình có hiểu được mình có hiểu được tâm trạng của họ không ạ? Đấy, tức là sao? Những cái người mà dẫu như đã từng xảy ra rất nhiều tai nạn rồi, gây ra rất nhiều tai nạn rồi mà vẫn còn uống rượu để lái xe nữa thì đáp án số mấy đấy? Và sensei chốt cho mọi người đáp án trong câu này của mình là shikaneru. Vì sao lại là shikaneru? Thì các bạn lưu ý giúp mình, shikaneru là khó có thể làm được hoặc không thể làm, mang tính chất từ chối nhá. Trong câu này mình có thể dịch theo tiếng Việt là từ chối hiểu những người kiểu vậy. Tiếp theo thì mình sẽ đi đến với câu 42/50 nào mọi người. Sefu wa hoshin o kettei suru nani nani desu ne. Zenkoku no byouin ni ankete o jitsui shita. Ở đây thì chúng ta sẽ có là thế nào đây ạ? Chính phủ quyết định những cái chiến lược đường hướng. Phía sau thì sao là sao mình sẽ thực thi cái khảo sát trong cái bệnh viện trên toàn quốc, đúng không? Vậy thì đáp án của chúng ta trong câu này là số mấy? Và chúng ta sẽ có đáp án trong câu này mới là Atari các bạn ơi. Ni Atari lúc nãy sensei bảo với mọi người khi mà vào lúc nhân dịp, đúng không? Và câu này thì chúng ta sẽ dịch là nhân cái dịp vào cái lúc mà sao chính phủ đưa ra quyết định một cái đường hướng. Thì làm sao? Thì chính phủ cũng đã tiến hành cái khảo sát trên tất cả bệnh viện trên toàn quốc, được chưa? Câu 43 thì sensei thấy tatoe ở đây thì sensei nghĩ là dễ rồi. Tatoe spice ta nani nani,
temiru koto ni kachi ga aru. À đây sensei thừa một chữ kachi là furigana này các bạn này. Đáp án của chúng ta trong câu này là 4. Hãy cùng nhìn cho sensei nhá. Chúng ta sẽ có tatoe và đi với toshitemo, đó là cho dù. Cho dù là thất bại đi chăng nữa, nhưng đối với cái việc mà chúng ta thử làm thì nó cũng có giá trị, đúng không? Thế thì ở đây các bạn khác xài đâu? Đầu tiên nhá, cô chia sẻ cái mẹo cho mọi người. Nếu mà mọi người nhìn thấy tatoe thì chúng ta cứ chọn với toshite đi. Mang nghĩa là dẫu như thất bại chăng nữa thì thật ra là cái việc chúng ta thử làm cũng có giá trị. 44 nào. 今は辛くてもこの経験はいつか必ず役に立つ. Nani nani. Cùng nhìn câu này cho sensei thì chúng ta có là bây giờ dẫu như chúng ta đang rất là khổ, 辛くても ですね. Nhưng cái kinh nghiệm này, cái trải nghiệm này nhất định một ngày nào đó sẽ có ích đối với chúng ta. Mặc dù bây giờ cái trải nghiệm đó của bạn, bạn cảm thấy rất là đau khổ đi chăng nữa. Đáp án trong câu này của chúng ta là ni chigai nai. Chuẩn xác luôn, ni chigai nai. Ni chigai nai là chắc chắn vì, chắc chắn là, chắc chắn cái trải nghiệm này bây giờ có thể đau khổ nhưng một ngày đó nó sẽ có ích với chúng ta. Câu 45 của chúng ta là gì đây ạ? Kuraku naranai uchi ni sanpo nani nani taimono ni itte iko. Ôi giời ơi, câu này là câu về đích rồi các bạn ơi. Giai đoạn về đích rồi mọi người ơi. Xem cho xem về đích thì chúng ta học cái nào đây. Trong lúc trời nó chưa tối thì mình đi sanpo. Thì nhân tiện là gì? Nhân tiện mình đi mua đồ luôn. Vì vậy chúng ta sẽ có đáp án trong câu này là tsui de ni. Đúng luôn. Hãy ôn cho mình nhá. Tsui de ni là nhân tiện thể các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng mà tô mê nào các bạn ơi. Nói như thế nào đây? Câu đầu tiên của mình chúng ta sẽ cùng xem nhá. Ní atari, đúng không ạ? Và ní atari như mọi người nói ở đây nó mang cái chết là nhân dịp, là khi, là vào lúc, trường hợp lịch sự. Vậy đúng rồi, thì một sensei sẽ nói với e, chuẩn xác. Tiếp theo câu số 2, po. Ipo của các bạn thì sẽ là gì đây ạ? Po đó là một mặt thì, hai mặt khác thì làm sao? Hay đôi khi nó cũng sẽ mang một cái ý nghĩa là ngày càng thế nào đấy, đúng chưa? Hai sẽ đi với C các bạn nhá. Đúng rồi, nomi thì sẽ là chỉ, chuẩn xác. Ba đi với D. Thế 4, chư đệ ní thì mang tính chất là nhân tiện. Câu số 5 của chúng ta thì các bạn lưu ý với toshitemo, ở đây của chúng mình sẽ tính là cho dù toshitemo. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với giai đoạn cuối, đó là về đích. Nào, câu 46 ạ. Mensetsu no ki o kibo sareru kata wa denwa renraku nani nani direkuso o okuri kudasai. Rồi, trong câu này thì cũng rất là đơn giản thôi, đó là những quý anh chị nào mà mong muốn, kỳ vọng được phỏng vấn ý, thì làm gì? Hãy gửi cho chúng tôi. Thứ nhất là gửi cho chúng tôi cái gì? Gửi cho chúng tôi cái CV, được không? Và gửi CV thì phải có cái gì trong câu này ạ? No way, ở đây mang chất là sau khi nhá. Sau khi liên lạc bằng điện thoại thì hãy gửi cho chúng tôi CV, được chưa? Ok không? Nốt lại một lần nữa, được chưa? 47 nào. Konna sakuhin ga tsukureru kare wa tensai da. Desu yo ne? Hai, đúng không? Và hatsō nani nani futsu no hito to wa jigatte iru. Câu này cũng rất là dễ này. Đoán ra cho sensei không? Đầu tiên chúng ta sẽ có là anh ta, cái người mà tạo ra được sản phẩm như vậy thì đúng là thiên tài. Và từ cái ý tưởng thôi, xét từ một cái điểm rất là nhỏ, là từ ý tưởng thôi là đã thấy anh ta khác với những người bình thường rồi. Nào, có nhớ sensei dạy mọi người là xét từ một điểm nhỏ mà phán đoán được tổng thể là cấu trúc ngữ pháp gì không ạ? Đáp án của chúng ta trong câu này của mọi người chính là karashite desu ne. Và karashite vì sao? Các bạn có nhớ lúc nãy sensei có nói với mọi người không ạ? Karashite là ngay cả, và xét từ một điểm nhỏ để ra được những cái ý tổng thể. Xét từ cái ý tưởng thôi là đã thấy anh này khác người rồi. Câu 48. Sono jiken nitsuite watashi ga shitteru nani nani koto wa mo zenbu hanashimashita. Đây, câu này này các bạn nhìn cho sensei, chúng ta có cái chữ shitteru nhá. Và chúng ta sẽ dịch là những cái chuyện mà bản thân mình biết thì mình nói hết rồi. Vậy bản thân mình biết thì đi với cái gì đây? Thì câu này đáp án đúng là 3 luôn ạ. Và vì sao lại là 3 thì các bạn ơi, các bạn lưu ý này, kagiri trong trường hợp này khi đi với shiteru thì sẽ mang cái tính chất đấy là trong phạm vi những gì tôi biết. Chỉ đi với shiteru thì các bạn sẽ dịch là trong khả năng, trong phạm vi những gì mình biết. Trong phạm vi những gì mình biết ấy, thì mình đã nói hết rồi. 49 ạ. Internet o tsukaeba gaisutsu suru nani nani kaimono no kaimono ga dekiru. Nếu mà các bạn sử dụng internet thì mình không cần phải đi ra ngoài mà vẫn còn có thể mua đồ được, đúng không? Không cần đi ra ngoài mà vẫn có thể mua đồ được, là chốt đáp án số mấy trong câu 49 này đây?
Và sensei sẽ có đáp án của chúng ta trong câu này chính là ni bằng desu ne, koto na cự các bạn ạ. Và koto na cự là gì? Là không làm A mà mình làm B, được chưa? Koto na cự là không mà không. Mình chỉ cần sử dụng internet thôi thì mình không cần phải đi ra ngoài mà mình vẫn mua đồ được. Đó là koto na cự desu ne. Và cuối cùng thì mình cũng đã đến được câu cuối trong bài học ngày hôm nay rồi. Kono manga wa ichido yomi hajimetara saigo made nani nani honto hodo omoshiroi. Câu này thì mình sẽ dịch là cái manga đó nó rất là thú vị đến mức như thế nào. Hodo là đến mức nhá, đến mức mà mình bắt đầu, khi mà mình bắt đầu đọc thì mình sẽ không thể nào mà dừng đọc đến cuối cùng, đúng không? Tức là mình sẽ cứ thế mình đọc đến cuối thôi. Và đáp án của sensei trong câu này đấy chính là ni bằng desu ne, yomazu ni wa irarenai. Và các bạn cùng ôn cho sensei cấu trúc zu ni wa irarenai. Đó là không thể không đọc được, tức là mình không kìm nén được cái việc đấy. Cái cuốn sách này nó thú vị đến mức là một khi mà đã đọc rồi là không thể không đọc tiếp. Rồi nào, đây bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái bài nối sau đây nhá. Thì chúng ta sẽ có mono cả ở đây, một sẽ đi với b, được chưa nào? Nhất định không làm chuyện gì đó, đúng không? Tiếp theo với câu số 2 ở đây, ni sai ste của chúng ta thì sẽ là gì ạ? À, hai của mọi người thì sẽ là nhân dịp nào đó, hai đi với e, ba đi với d. Thì bốn t y dài của chúng ta là xuất từ sau khi, và cô tô na cự ta sẽ đi với a nhá. Nào, câu 52 nào. Kyo kao moratte nani nani kono tatemono no satsue wa dekimasen. Câu này thì rất là đơn giản này. Mọi người nhìn đuôi cho sensei, đi với dekimasen. Đi với dekinai là thể phủ định. Và câu đằng trước của sensei đấy là nhận được gì đây ạ? Kyoka đây là nhận được, là cho phép, đúng chưa? Và mệnh đề sau là mình không thể chụp ảnh ở trong tòa nhà này. Và đáp án của chúng ta trong câu này thì đúng là dùng bằng this né. Vì sao? Thì mọi người cùng nhìn cho chúng ta cấu trúc ngữ pháp te kara denaito, thì chúng ta sẽ dịch là nếu không thì không, nếu không được sự cho phép thì mình sẽ không thể chụp ảnh được. Thì các bạn cứ nhớ cho sensei chúng ta có te kara denaito và mệnh đề phía sau thì sẽ đi với thể phủ định. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang câu số 53. Câu số 53 của mọi người đây là jikon o mamoranai ano hito nani nani kitto kyou mo okurete kuru daro. Ở trong câu này thì sensei thấy ở đằng trước là danh từ chỉ người, mang cái tính chất là cái người mà không tuân thủ thời gian đó, và phía sau thì người ta đưa ra cho chúng ta một cái gọi là phẩm đoán, thì chắc chắn là ngày hôm nay anh ta cũng sẽ muộn. Đáp án của chúng ta trong câu này là 4 các bạn ạ. Và chúng ta sẽ cùng học với nhau ở đây nhé. Đáp án số 4 của các bạn, no koto dakara, thì được đi với danh từ chỉ người, thì sẽ được dịch là ai chứ riêng cái người đó, thì chúng ta luôn luôn biết chắc cái tính cách. Ai chứ cái con người mà không bao giờ tuân thủ thời gian, thì tôi biết chắc là ngày hôm nay chắc chắn sẽ muộn. Vì và đằng trước là danh từ chỉ người để bày tỏ rằng là mình rất là hiểu rõ về người đó. Nên chúng ta có đáp án là no koto dakara. Xin mời câu 54 nào. Câu 54 của sensei ở đây là gì ạ? À, kono sokudo wa yasui nani nani oishi to hyouban dashi. Trong cái câu này của các bạn thì chúng ta thấy người ta nói về cái căng tin đó, đúng không? Cái căng tin đó thì có cái gì? Thứ nhất là rẻ, thứ hai là được đánh giá là ngon. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cụm từ gì ở đây? Rồi, và chúng ta sẽ có đáp án ở đây đúng như mọi người comment. Ueni. Và ueni ở đây thì nó mang cái tính chất là hơn nữa. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang đến câu số 55. Sakura no kisetsu ni naru to. Bạn hãy lưu ý với sensei một chút, đấy là khi mà đi với mùa, mà đi với chợ từ tối thì chúng ta sẽ dịch là hễ thì. Và nói về những cái chuyện là chuyện tự nhiên. Đây là một cái mà các bạn đã được học từ trình độ N4 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên nhá. Hễ đến cái mùa có hoa anh đào thì có cái chuyện gì là đương nhiên sẽ xảy ra ở đây ạ? Furusato to no ie kara gakko made suzuku sakura namiki ga. Thế nào đây ạ? Nani nani desu ne. Chợ từ gá của em đi ở đằng trước đó là hàng cây hoa anh đào kéo dài từ nhà cho đến trường học. Cứ hễ đến mùa hoa anh đào tôi lại nhớ, đúng không? Thì các bạn nhìn này, chủ ngữ trong này là hàng cây hoa anh đào. Và chính vì vậy mà chúng ta sẽ có đáp án ở trong câu này là 1 mà không phải là 2. Bởi vì câu số 2 muốn đúng thì Hiền lưu ý với sensei. Số 2 muốn đúng thì chắc chắn chủ ngữ phải là tôi. Tôi là người nhớ thì mới là 2. Tuy nhiên trong câu này chủ ngữ nó là hàng cây hoa anh đào, đúng không? Chủ ngữ là hàng cây hoa anh đào thì nó chỉ là đưa về bị động, về ukime giúp cho sensei là omoi dasareru, là được nhớ đến.
là kiểu như hàng cây hành đào mình nhớ đến this nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng Matome lại một chút khởi động trong cái giai đoạn đầu. Cả lớp hãy nối cho sensei nhá. Nào, mình sẽ đọc tất cả cái phần tiếng Nhật ở đây, và việc của mọi người là qua được cái phần đầu tiên khởi động rồi thì các bạn phải trả bài cho sensei đi xem mọi người có thật sự hiểu hay không nhá. Cái ukemi thì ai cũng biết đó là thể bị động rồi, và lưu ý cho sensei trong câu này, ukemi thì thường đằng trước của nó sẽ là một cái cụm gọi là được cái gì đó, đúng không? Tiếp, câu số 2, shidai. Shidai của chúng ta thì sẽ mang cái tính chất là gì? Tùy vào, dựa vào, được không nào? Nên 2 sẽ đi với B. Ngoài ra thì các bạn nhìn cho sensei, ueni là hơn nữa. Bộ 3 đi với A. Iですか? Tiếp nào, kara toite. Kara toite 4 đi với mấy nào? Cô đã thấy Tiến có comment thì 4 đi với D. Và câu số 5, kara denaito. Kara denaito của các bạn thì chúng ta thấy là nếu không thì không, tức là 5 đi với C. Thì mình chỉ muốn nhấn mạnh về cấu trúc số 4 và cấu trúc số 3 thôi ạ. 3 và 4 là hai cấu trúc mà học sinh khi mà học lên đến N2 và N1 thì mọi người rất là hay bị nhầm lẫn. Thì các bạn lưu ý giúp mình một chút, đó là ueni và kara toite ở đây đều mang cái ý nghĩa hay bị nhầm lẫn là gì? Ueni thì là hơn nữa, kara toite là cho dù, và đằng sau rất hay đi với những cụm từ của không hẳn là. Và phần khởi động của chúng ta làm nóng cái bầu không khí xong rồi, tăng tốc với câu số 56 nào. Câu số 56 của chúng ta ở đây đó là gì mọi người? Suju nen mai ni kakareta kei sho ga kin nen futatabi chumoku sare nani nani desu ne. Đấy là một cái kei sho, là một cái cuốn sách kinh doanh mà được viết vào khoảng hơn chục năm trước, vài chục năm trước ạ. Thì những năm gần đây một lần nữa lại đang được chú ý. Thì chúng ta sẽ có một cái đáp án ở đây, đó là tsutsu aru. Và tsutsu aru mang ý nghĩa là gì? Là ngày càng và dần dần. Nhưng trong trường hợp này thì người ta nói rằng cái cuốn sách kinh doanh đó thì đang dần dần ngày càng được chú ý vào những năm gần đây. Câu 57 thì sao ạ? Câu 57 là một cấu trúc điển hình của N2, và mình nghĩ là cấu trúc này cũng không khó đâu. Nhưng mà bài này đang lừa đấy nhá. Để ý là đừng ai bị sai này, sensei đọc lên này. Konsato no ato kando nani nani nabida ga tomaranakatta, tức là sau cái buổi concert đó thì nước mắt mình không ngừng rơi vì mình cảm động. Và vì quá ở đây thì đáp án của chúng ta chính là 3, đúng không nào? Thì mọi người lưu ý giúp mình, nếu như mà là kando là một danh từ thì chúng ta cần thêm no nhé, danh từ thì cần thêm no, danh từ no cộng với amari là vì quá. Đây mọi người thấy không? Vì quá, đây là câu này mình dịch là vì quá cảm động. Câu 58 của chúng ta đó là koko no sotsugyo shiki de wakareta nani nani kare to wa 10 nen izo atte inai. Ôi câu này rất là dễ này. Bạn nào mà học với mình hai cái buổi trước thì chắc chắn nhớ, được chưa? Còn nếu mà không nhớ câu này thì nhất định là sau này lúc nào mà sensei mở cái lớp 50 ngày là phải vào học, bởi vì kiến thức này dễ cực. Mình dạy mọi người một lần nữa là chúng ta nhớ luôn đây nhá, nhìn này. Tức là sao? Kể từ sau khi mà chia tay anh ta ở cái bữa tiệc kết gọi là lớp tốt nghi lễ tốt nghiệp của trường cấp ta đó, thì sau đó thì mình không còn gặp anh ta hơn 10 năm rồi. Những cái buổi trước là buổi nào sensei cũng dạy mọi người về Kiri, và đây là buổi số 3 thì cho thấy Kiri xuất hiện, là biết là cái cấu trúc ngữ pháp này nó xuất hiện nhiều đến mức như thế nào các bạn nhé. Và ta Kiri đó kể từ sau khi, và sau đó thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Kể từ sau khi chia tay ở lễ tốt nghiệp, sau đó thì hơn 10 năm rồi vẫn chưa gặp. Ngoài ra thì Kiri nó còn mang một ý nghĩa là chỉ. Câu 59 nè mọi người. Kono ongaku o kiku to odori nani nani desu. Các bạn bao giờ có cái cảm giác đó không ạ? Đặc biệt là bạn nào mà thích nhảy á, bạn nào mà mê nhạc ấy, những người mà kiểu có âm nhạc trong người á, thì sẽ hiểu cái cảm giác này, là cứ hễ nghe thấy cái âm nhạc đó là mình sẽ thế nào với nhảy đây hả mọi người? Mình cùng nhìn này. Dự níu và irare nai. Cứ nghe cái nhạc đó là mình không nhảy, mình không chịu đựng được. Thì nói về cái chuyện là mình không kìm nén được. Dự níu và irare nai desu yo ne. Da odori da sa dự níu và irare nai. Tiếp theo 60 nào. Cố lên mọi người, mình sắp đi được nửa chặng đường rồi. Thế nào để ototo no shusoku kimarimasta. Thế em trai cậu đã tìm được việc chưa? Thế thằng dưới nó bảo là thật ra là. Ok chưa? Và sore ga. Thật ra là, đúng rồi. Sore ga, thực ra là, thật ra là. Desu yo ne. Thì mọi người cùng nhìn cho mình này. Sore ga là thật ra là, thì chắc chắn là câu này nó là hợp lý nhất. Tuy nhiên soko de là vì thế này. Sore nara là nếu mà vậy thì. Và so to, sore wa so to đó là nếu như vậy, nhân tiện đây. Kaigai ryoko ni ittara aisatsu nani nani wa sono kuni no kotoba shitai de shitai to omou.
Đây, đây là một cái câu cực kỳ hay và nhiều bạn không biết này. Đố ai làm được câu này đấy. Cùng xem chúng ta xem câu này là gì nhá. Khi mà tôi đi du lịch nước ngoài thì tôi rất là mong muốn là tôi làm mọi thứ bằng, tức là tôi làm mọi thứ và tôi nói chuyện bằng bằng cái ngôn ngữ ở nước đó, và tối thiểu chí ít là chào hỏi. Chí ít là chào hỏi là mình rất là mong muốn mình nói bằng tiếng của nước người ta. Thì Jen sẽ chia sẻ nhá. Gurai ở đây có rất nhiều ý nghĩa, nhưng cái ý nghĩa chính của nó sẽ là ít ra thì cũng phải, chí ít thì cũng, đúng không? Đi du lịch thì chí ít là chào hỏi thì mình cũng muốn nói bằng tiếng của nước người ta chứ, đúng không? Ví dụ như sawadika là đi đâu ạ? Đi Thái, được chưa nào? Ví dụ đi Nhật thì còn phải biết konnichiwa, kiểu vậy á, là chí ít đi đâu thì mình cũng cần phải biết cái ngôn ngữ gọi chào hỏi thì là chí ít, được chưa? 62, xin mời. Hãy nebo shita mo donna ni osoi demo ano hikouki ni wa maniai nani nani desu ne. Câu này của chúng ta là ôi trời ơi, ngủ quên mất rồi. Bây giờ donna ni mà đi với demo là dẫu như mình có đi gấp gáp, mình đó có đi vội thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn là mình cũng không thể nào mà mình kịp cái chuyến máy bay đó. Hay, và đáp án của chúng ta đã là chữ nhỏ đi với cô Nai. Thế đây là một cấu trúc mà bạn nào học N2 và học N1 thì mọi người sẽ biết. Chữ nhỏ đi với cô Nai là tuyệt đối không, nhất định không, tuyệt đối không thể nào mà kịp được. Đúng chưa? Câu 63 nào. Sonna fukuse de mensetsu ni itta no nara otosare. Nào, câu này mang nghĩa là gì đây? Câu này của chúng ta là nếu như mà đi phỏng vấn trong cái bộ quần áo đó thì sẽ bị đánh trượt. Tệ thô dẹn là cái điều gì là đương nhiên rồi, bị đánh trượt là đương nhiên rồi, được chưa? Lưu ý giúp mình, thô dẹn đã là đương nhiên rồi nhá. 64 của mình chính là tê kỳ nì ichi tê ngộp mô ataezu mamori nani nani goru kimpa ga MVP o totta. À, MVP là chiến thắng. Thế thì trong câu này chúng ta sẽ chốt được đáp án của nó, đó là nữ cự. Vì sao? Cả lớp lưu ý với sensei, động từ mamori mà chia về thể mát sự cộng thêm nư cự thì mang tính chất là làm cái gì đó tới cùng. Vậy câu này đó là không cho đối thủ một điểm, bảo vệ đến cùng, mamori nuita, giành được cái giải chiến thắng là goru kippa, đó là cái cầu thủ môn ấy, thủ môn đấy đã làm sao ạ? Đã bảo vệ đến cùng, đó là mamori nư cự. Desu ne. Ii desu ka? 65 nào. Ikeru ka dou ka wakaranai keredo moshi ikeru nani nani kuji goro ni narimasu. Trong câu này ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy chữ moshi là đưa ra sự giả định, và với sự giả định này các bạn comment cho sensei xem đáp án số mấy nhá. Hãy, câu này của chúng ta đó là đi được hay không thì tôi không biết, nhưng nếu mà đi được thì chắc là vào khoảng 9 giờ. Vậy nếu mà đi được đi với moshi là đáp án số mấy trong câu này đây? Thì chúng ta sẽ có đáp án ở trong câu này là 2 nhá. Toshitara đó là thể giả sử, giả sử hay đi với moshi. Và toshitara thì nó mang cái tính chất là nói về một cái trường hợp khó có khả năng xảy ra. Giả sử mà có đi được thì cũng là vào khoảng 9 giờ. Mà tome lại cho sensei nào. Chúng ta sẽ check cái phần đối. Konai, các bạn đi với thể chữ nhỏ ở đây thì các bạn lưu ý với mình, nó sẽ mang chất là tuyệt đối không, tuyệt đối không thể nào kịp được cái chuyến máy bay đó, đúng không? Và thứ hai là kiri. Kiri là kể từ sau khi. Đó, toshitara là giả sử này, no amari là vì quá này, và năm thì đi với e, giống như bạn Hiền bạn comment ở đây là nước cự là làm đến cùng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần về đích nào. Watashi wa sakana ga kirai desu. Tôi là cực kỳ ghét cá, đúng không ạ? Yaite aru nani nani nama de taberu nante dekinai. Tức là nếu mà là nướng ấy thì thôi cũng chấp nhận được, thế nhưng mà nếu như mà bảo ăn sống ấy thì tôi không thể được, không chịu được. Đây là một cấu trúc rất đặc biệt đấy. À, chúng ta sẽ có cấu trúc Naramashida. Naramashida là một cấu trúc N1 nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn cái cấu trúc ngữ pháp này là Nara hay là thể bà ấy ạ. Thể bà mà đi với Madashimo thì mang cái tính chất là nếu thì còn chấp nhận được. Nếu như mà nướng ấy thì tôi còn chấp nhận được, chứ mà bảo ăn sống là tôi chịu. Câu 67 là mọi người. Mada 17 sai nani nani kokose ga kotoshi no sousetsu sousetsu daiso o jūshō shita. Đúng không? Mệnh đề trước thì người ta nói về một bạn học sinh tiểu học 17 tuổi, và mệnh đề sau thì bảo là nhận được một cái giải thưởng tiểu thuyết vô cùng lớn trong năm nay. Ai yes ka? Và đáp án của mình ở trong câu này nó là phải là 3. Trong câu này chúng ta có đây. Ní sư ghi nai là chỉ là không hơn không kém. Học sinh cấp 3 mới chỉ 17 tuổi.
Được chưa? Câu 68. Kyo wa musume no go kak hapyou nano de asa kara kini natte shigoto nani nani de wa nai. Hôm nay là cái ngày phát biểu kết quả thi của con gái mình. Nên là từ buổi sáng là mình cứ bận tâm đến nó. Kininaru là mình bận tâm đến nó. Và mình bận tâm thì làm sao mọi người? Câu này đừng có sai nha các bạn. Câu này buổi trước Sensei Mon dạy rồi đấy ạ. Đó, chính là Dokoro de wa nai. Không phải là lúc để, không phải lúc để làm. Bởi vì mình rất là bận tâm về cái kết quả thi của con gái. 69 nào. Ototo wa chichioya no kaeri o machi nani nani eki made mukae ni itta desu yo ne. Em trai tôi thì làm sao mà chờ bố về thế nào đấy mà nó đi tận đến nhà ga. Thế thì trong câu này mọi người nhìn ra sensei, mình dịch là em trai tôi nó không chờ được bố về. Nó không chờ được. Cho nên là nó đã đi đến tận nhà ga, đi đón đến tận nhà ga. Rồi, và vì vậy đáp án của chúng ta trong câu này đó là 3. Ở đây thì các bạn cùng học cho mình kane tệ, không thể. Được chưa? Không thể chờ được nên mới phải đi đến tận nhà ga chứ. Câu 70 nào. Ở đây thì mình có là jiko o okoshite kara nido to bike ni wa nani 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 to kimeta. Câu này thì cái cụm từ quan trọng của các bạn thì sẽ là ni độ to. Lần thứ hai thì mình sẽ dịch nhá. Bởi vì đã gây ra tai nạn cho nên tôi quyết tâm thế nào đấy. Câu này dễ quá. Thì đáp án của chúng ta trong câu này chính là ni bằng động từ ở thể nữ. Và đôi khi động từ ở thể mắt sự cũng được nhá. Động từ nhóm 2 thì người ta hay chia về mắt sự nhiều hơn. Cộng với mai thì bằng nhất định không. Mình đã gây ra tai nạn nên mình quyết tâm là nhất định không bao giờ đi xe máy lần thứ hai. 71 nào. Atarashi tencho no hoshin nani nani desu ne. Mise o kaiso suru koto ni shita. Câu này chúng ta dịch là cái phương châm của ông cửa trưởng cửa hàng ấy, cái ông chủ cửa hàng mới thì đã quyết định là thế nào ạ? Kaiso, cải tổ, cải thiện lại cửa hàng này. À, trong câu này là tuân theo dựa theo phương châm. Và tuân theo dựa theo phương châm của chúng ta ở đây thì chính là ichi nisotte desu ne. Được chưa nào? Nisotte là theo cái gì đó và trong câu này mình dịch là tuân theo cái phương châm của ông chủ cửa hàng mới. Được chưa nào? Câu 72 của chúng ta ở đây đó là gakusei no minasan motto seiji ni kanshin o. Đây là một cấu trúc rất hay trong N2. Câu này hay lắm. Cấu trúc này nhiều bạn quên nên là bây giờ các bạn phải làm cho sensei nhá. À, mình thấy ở đây là một cái lời kêu gọi này, đúng không? Đó là các bạn học sinh ơi, như thế nào ạ? Hãy có cái sự quan tâm nhiều hơn nữa đến chính trị đi. Ok, và sensei chốt cho em đáp án trong câu này là 2 nhá. Vì sao lại là 2 thì sensei giải thích như thế này ạ. Cấu trúc của nó phải là de wa arimasen ka. Còn đâu với câu số 1 thì lại là tố toshimasen ka là sai. Được chưa? Cấu trúc cố định là thể ý hướng, ý chí cộng với de wa arimasen ka là câu kêu gọi. Được chưa? Hãy cùng làm cái chuyện gì đó. Và cái này thì thường là con trai nói. Con trai đứng trước nhiều người nói nhiều hơn ấy. Chứ còn phụ nữ chúng mình thì nhẹ nhàng thì chỉ cần kêu gọi ai đó thì nói là macho. Đấy, 73 của các bạn chúng ta cùng xem. To hote du de wa kisetsu o nani nani subarashi kesuki o to oryori o otanoshimi itadakimasu. Tức là ở cái khách sạn của chúng tôi thì quý anh chị có thể thưởng thức được những món ăn và phong cảnh tuyệt vời. Và kisiki là 4 mùa. Và đáp án của chúng ta trong câu này chính là ichi desu ne. Tại khách sạn của chúng tôi thì bất kể 4 mùa quý vị đều có thể thưởng thức được đồ ăn và phong cảnh tuyệt vời. Bất kể ở đây đi với chợ từ ố của chúng ta là ô thô hoa dự. Bất kể, được chưa? Bất kể 4 mùa là kisiki, kisiki ô thô hoa dự. Câu 74. Hãy kinh kiu nani nani kono bango o denwa shite kudasai. Câu này của chúng ta thì mọi người sẽ dịch là gì ạ? Trong những cái trường hợp khẩn cấp thì hãy gọi cho cái số điện thoại này. Thì ở đây chúng ta sẽ dịch là khi mà có trường hợp khẩn cấp thì hãy gọi theo số này. Và khi dùng trong trường hợp lịch sự, lúc đó thì chúng ta sẽ dùng với no sai. Nào, cả lớp ơi, câu cuối mọi người cùng đồng thanh trả lời cho sensei là đáp án số mấy nhá. Chúng ta có hisashiburi ni atta no dakara jikan o yuru su nani nani yukkuri hanashimashou. Câu này của chúng mình là bởi vì lâu lắm rồi mới gặp, cho nên là chúng mình cứ nói chuyện từ từ trong cái gì mà thời gian cho phép đấy các bạn. Jikan ga yuru su là thời gian cho phép. Kagiri là trong phạm vi, trong giới hạn thời gian cho phép. Thì mọi người cứ nói chuyện từ từ thôi, bởi vì lâu ngày mới gặp thì chúng ta có cái chữ giới hạn đây là kagiri. Được chưa nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ ghép theo cái hướng này. Câu 1 của các bạn sẽ đi với A. Nếu mà là cá nướng thì còn chấp nhận được. No sai là trong trường hợp đằng sau đưa ra hướng dẫn.
được chưa? Kagiri là trong phạm vi giới hạn này. Kakete, kanete, kanete là không thể, khó mà chấp nhận được. Và nisuginai là chỉ là, không hơn, không kém. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án số mấy ở đây? Okusama ga buji ni inta tain sareta nani nani omedetou gozaimasu. Đúng ạ, trong câu này ở đây của các bạn đó là vợ của anh thì đã ra viện đúng không? Ra viện bình an vô sự và tôi chúc mừng anh điều đó. Vậy trong câu này của chúng ta sẽ là nghe nói, đúng chưa? Nghe nói vợ của anh đã ra viện bình an. Vậy thì là đáp án số mấy trong câu này đấy? CC chốt cho mọi người đáp án của chúng ta trong câu này thì chính là Ichi, toka desu yo ne. Toka đây là nghe nói, được chưa ạ? Câu tiếp theo, câu 77 ạ. Ở đây của chúng ta là 4月 nani nani desu ne. Mada samui hi mo aru. Tháng 4 đúng không? Câu đầu tiên là tháng 4 này, tháng 4 đấy. Và câu phía sau của các bạn là trời vẫn có những ngày trời lạnh. Thế thì đáp án là gì? Và đáp án của chúng ta trong câu này đúng rồi. Ok. Toyu monono là vì sao? Hai. Yes ka. Chúng ta sẽ có cái đáp án ở trong câu này là monono, mang tính chất là tuy nhiên. Mặc dù là tháng 4 rồi, vậy chữ mặc dù tuy nhiên đúng không? Mặc dù là tháng 4 rồi vậy mà vẫn có những ngày trời rất là lạnh, được chưa? Câu 78 này. Sono yōna ippoteki na yōkiu wa ukeire. Hay, câu này của các bạn sẽ là những cái gì đây ạ? À, những cái yêu cầu một chiều như vậy. Những cái yêu cầu chỉ từ phía một người, chỉ từ phía một chiều như vậy. Thì mình tiếp nhận thì nó sẽ như thế nào nhỉ mọi người nhỉ? Gatai là khó, đúng không? Rồi chúng ta sẽ có gai gatai, ganai là khó, không đáng để làm. Ra được oenai là đành phải, thì bọn mình học rất nhiều buổi trước rồi. Đấy như nào? Hay tetamaranai là rất. Vậy ở đây là những cái yêu cầu chỉ từ một phía, một chiều như vậy thì sao nhỉ? Hay khó mà có thể tiếp nhận được những cái yêu cầu như vậy. Vậy chúng ta sẽ có cấu trúc gatai. Và buổi trước thì mọi người cũng đã học rồi. Gatai thì sẽ mang tính chất là nói về những chuyện là khó lòng mà làm được. Hay 79 nào. À, aseru kimochi mo wakaru ga ima wa ochitsuite desu yo ne. Muri wa shinai. Đây, các bạn cùng nhìn cho sensei câu này của chúng ta là cái tâm trạng aseru là tâm trạng hấp tấp. Đúng không? Lo lắng thì tôi cũng hiểu. Tuy nhiên bây giờ thì anh nên bình tĩnh và đừng có làm cái gì đó quá sức. Vậy nên làm là gì? Và đáp án lời khuyên của các bạn chính là koto da desu yo ne. Vì sao ạ? Ở đây thì mọi người cùng nhìn cho mình nhé. Koto da là nên hoặc không nên làm cái gì đó. Như trong trường hợp này đi với Sinai là không nên đấy ạ. Không nên quá sức. Được chưa nào? Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với câu 80 ở đây. Mọi người cùng nhìn nhé. Kaeru nani nani kaetai ga ima no kyūryō de wa nannen kakatte mo muri da. Đúng không? Thế thì cái câu này của chúng ta là thế nào ạ? Mua được thì tôi muốn mua. Thế nhưng mà với cái mức lương hiện tại của tôi thì có mấy năm nữa thì cũng không thể. Đáp án số mấy đây? Đúng là đáp án chính xác của chúng ta trong ngày hôm nay thì chính là 4番 desu yo ne. Mono nara. Và sensei sẽ phân tích cụ thể hơn cho mọi người về cái cấu trúc ngữ pháp mono nara nhé. Mono nara là nếu mà có thể thì, để mô tả về những cái chuyện mà thực tế là không thể làm được đâu. Nhưng nếu mà làm được thì tôi rất muốn làm. Và đằng trước cái động từ đi với nó thì thường là động từ chia về dạng khả năng nha các bạn. Ví dụ như trong câu này là nếu mà mua được thì tôi rất muốn mua. Nhưng với cái mức lương hiện tại thì không mua được, đúng không nào? Nào và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến một cái phần sau đây, chính là phần matome. Mình kiểm tra xem cái kiến thức mình dạy các bạn buổi ngày hôm nay, cái buổi cuối cùng chúng ta học với nhau rồi về ngữ pháp free 100 câu. Thì các bạn đã nhớ được hay chưa? Hãy nối cho mình nào. Đây. Nào, hãy cùng nhìn về đáp án của mình trong câu này nhá. Chúng ta sẽ có cái chữ gatai, ở đây sẽ là khó mà. Đúng rồi, như Kim Liếu có nói, một sẽ đi với C. Tiếp theo, kotoda là lời khuyên, hai của chúng mình sẽ đi với B. Đúng chưa nào? Monono chính là tuy nhiên, ba đi với D. Mononara là nếu có thể, đúng không? Động từ của chúng ta sẽ là những động từ có thể, khả năng. Và cuối cùng các bạn sẽ nhớ cho sensei, toka. Toka đây là cấu trúc ngữ pháp N3 và bây giờ các bạn gặp lại thì nó chính là nghe nói là. Yes ka. Hai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần tiếp theo của chương trình này, đó là tăng tốc. Với phần tăng tốc thì mình sẽ đi nhanh hơn nhá. Các bạn có đồng ý không ạ? Câu 81 của chúng ta ở đây đó là 自分が悪かったと思ったのなら、ささっと謝る. Nếu mà bản thân mình thấy là mình đã làm sai, mình không đúng, thì nhanh chóng xin lỗi. Đáp án trong câu này đó chính là kotoda. Ôn lại chính cái cấu trúc ngữ pháp lúc nãy đúng không? Nên sensei sẽ đi nhanh nhá. Kotoda là nên và câu này là nên xin lỗi.
Câu số 82 của chúng ta ở đây sẽ là gì đây ạ? 내동 와 나니나니 디자인야 세로와 코노 세힌가 이치방이. Hai. Rồi câu này thì chúng ta sẽ nhìn thấy danh từ phía trước của em là giá cả và danh từ phía sau của em là về thiết kế và về tính năng thì sản phẩm này là tốt nhất. Vậy đáp án trong câu 82 là mấy đấy? Tomokaku. Hãy cùng ôn với sensei khi một danh từ đi với tomokaku sẽ mang nghĩa là khoan bàn đến. Khoan bàn đến giá cả. Thế nhưng mà về thiết kế và tính năng thì sản phẩm này là nhất. Được chưa nào? Tăng tốc nào mọi người ơi, câu 83. Tetsudai mo shinai hito ga mongku bakkari iu nani nani yo, đúng không ạ? Cái người mà không hề giúp đỡ ấy thì thế nào ạ? Toàn nói những lời những cái lời phàn nàn thì đáp án này của chúng ta là gì? Cái người mà không hề giúp đỡ thì sao ạ? Không nên nói những lời phàn nàn. Đúng rồi, mono janai cũng là không nên làm. Và ở đây thì sensei sẽ phân biệt cho các bạn về mono và koto luôn. Mình sẽ bonus thêm nhé. Với mono thì thường người ta sẽ nói về những chuyện là chân lý ấy, những cái chuyện là sự thật mà ai cũng công nhận ấy. Những cái chuyện mà một con người mà đã không hề giúp đỡ thì không nên nói phàn nàn, không nên ca thán. Câu 84 chốt đáp án nhé. Gai koku jin nani nani nihon jin kakenai kanji wa takusan aru. Câu này của chúng ta là người nước ngoài và câu phía sau ở đây có các bạn là những cái chữ kanji mà người Nhật không thể viết được thì có rất nhiều. Số mấy đấy các bạn? Đáp án số mấy đấy? Thì chúng ta sẽ có đáp án ở trong câu này chính là ni kagirazu. Đúng không nào? Ni kagirazu là không chỉ mà còn, không chỉ là người nước ngoài đâu mà có rất là nhiều chữ kanji mà ngay cả đến người Nhật còn không viết được. Tiếp 85. Yamani noboru toki khi mà chúng ta leo núi thì sao ạ? Jibun no taidyoku ni nani nani kekaku o tatemasho. Khi mà chúng ta leo núi thì chúng ta hãy lên một cái kế hoạch như thế nào với cái thể lực thể trạng của bản thân. Vậy thì cái câu này của chúng ta đáp án chính là ojite. Vì sao ạ? Thì mọi người lưu ý giúp cho chúng ta có cái công thức ở đây. Ni ojite là ứng với, phụ thuộc, tùy theo. Khi mà các bạn leo núi thì hãy lên một cái kế hoạch mà nó phù hợp với thể lực, phù hợp với cái thể lực của bản thân. Nideska, ứng với, phù hợp với nhá, đúng không? Câu 86 của chúng ta đấy là sao ạ? Dantai ryoko deo anaku tsuma to futari nani nani minami no shima ni demo ikitai, đúng không ạ? Câu này thì các bạn sẽ dịch đó là không phải là đi du lịch theo kiểu tour theo đoàn đâu, mà tôi muốn đi du lịch về cái vùng đảo phía nam cùng với vợ tôi. Và futari là gì nào? Được chưa? Và câu này thì sensei chốt cho chúng ta đó là hai. Kiri. Vì sao lại là kiri? Thì lưu ý giúp cho sensei, buổi trước mình học với nhau rất kỹ về kiri rồi. Kiri thì mang hai ý nghĩa, và một ý nghĩa đây là chỉ, đi với số từ, đi du lịch chỉ hai người là futari kiri. Hay. Nào câu số 87 ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chữ là chữ sasuga. Và nhìn thấy cái chữ sasuga này là chúng ta biết là chọn về đáp án gì rồi, chúng mình cùng xem nhá. Kokyu ryokan nani nani ryori mo sabisu mo manzoku no iku mono datta. Hai. Tức là một cái nhà nghỉ, một cái khách sạn rất là cao cấp mà ở đó thì tôi thấy là thật sự là thỏa mãn với cả dịch vụ và đồ ăn. Và trong câu này thì đúng như mọi người comment ở đây thì chúng ta sẽ có đáp án là dake atte. Vì sao ạ? Mình chia sẻ với các bạn một cái công thức sau đây nhé. Đó là sasuga sẽ đi với dake atte, mang cái chất là quả đúng là 88 các bạn ơi. Kono sunen ekuni no bukka wa agari tsuzukeru nani nani. Vậy câu này của các bạn sẽ là trong những năm gần đây thì làm gì ạ? Cái vật giá, tức là cái giá cả mức sinh sống, cái giá cả chi tiêu ấy của nước A này nó liên tiếp tăng lên, thì các bạn hãy chọn đáp án số mấy? Thì chúng ta sẽ có đáp án của bọn mình trong câu này là ippo. Ippo thì sẽ là càng ngày càng theo cái xu hướng tiêu cực. Thường là tức là nó có tích cực nhá, nó có tích cực nhưng mà phần lớn sẽ là tiêu cực, để nói về là càng ngày càng như thế nào đấy. Được chưa nào? 89. Hoshikatta guitar ga yatto te ni haitte ureshikute. Tức là cái đàn guitar mà mình đã rất là mong muốn thì cuối cùng mình cũng đã có trong tay. Và khi mình có trong tay thì mình rất vui đúng không? Rất vui là gì? Và 89 câu này của các bạn là cực kỳ rất thì sẽ là te tamaranai. Thì đầu tiên lưu ý giúp cho sensei này. Động từ thể te hoặc là danh từ đi với đệ mà cộng với tamaranai là rất, là cực kỳ đến mức không chịu đựng được. Câu 90 của chúng ta ở đây đó là kantan so ni mieru kedo muzukashii nda yo
yareru nani nani yatte goran. Và câu này thì sensei sẽ chốt, câu này thì mình đi nhanh được. Vì sao? Các bạn lưu ý giúp cho mình ở đây thì chúng ta có, thật ra là mung nara chính là mono nara đấy ạ. Và cấu trúc này thì lúc cái giai đoạn 1, lúc khởi động các bạn vừa học với mình rồi. Đây là người ta nói là nhìn trông thì có vẻ là dễ thôi, có vẻ là ngon ăn thôi, nhưng mà khó lắm. Nếu mà làm được thì làm thử đi. Thì chúng ta lưu ý là yatte mite là làm thử, nhưng cái tự mite của bạn là goran. Yareru mon nara yatte goran. Và bây giờ thì sẽ là bài test lần 2 của các bạn, đúng không? Nên sensei sẽ cùng cho mọi người show đáp án và mọi người nhé. Cái phần này nó giống như để cho mọi người check lại xem là mọi người đã thật sự học hiệu quả trong buổi ngày hôm nay chưa. Thì mình sẽ có cái cụm từ đầu tiên của các bạn ở đây, đó là tomokaku là khoan bàn đến, ni kagirazu không chỉ mà còn, đúng rồi ạ. Mounara là đi với e, dake atte quả là, và nomi là chỉ. Hai, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn về đích các bạn ạ. Chúng mình cùng đi đến với con số 91 nhá, sắp đến đích rồi ạ. Hikkoshi no hi wa ame ga furu nani nani michi ga komu nani nani de taihen datta. Vào cái ngày mà mình dọn nhà nhá, mình chuyển nhà, mưa rơi này, rồi đường thì đông này, cực kỳ vất vả luôn. Và chúng ta sẽ có đáp án ở đây, đấy là ichi desu ne. Yara yara. Vì sao là yara yara? Thì yara yara là nào là của sự liệt kê, và nó mang cái tính chất tiêu cực ở đấy. Bởi vì các bạn nghe cái chữ nào là đấy, đã thấy cái sự than phiền ở đấy chưa? Đúng không? Đây cái câu này của chúng ta là vào cái ngày mà tôi dọn nhà, nào là mưa, nào là đường đông, thật sự là rất là vất vả. Câu 92 của chúng ta, ikutsu mo sō o totta nani nani story mo eizō mo subarashii eiga datta. Đây là một câu bạn nào làm sai là sensei buồn. Buồn vì sao? Vì câu này đã vừa làm trong giai đoạn trước rồi, vừa làm lúc nãy, vừa dứt mồm xong. Câu này của chúng ta đó là nhận được rất nhiều giải thưởng. Đấy, và tiếp theo của các bạn ở đây đó là sao ạ? Đó là một cái bộ phim mà ngay cả đến câu chuyện và cả về cái thước phim, về cái video và thước phim thì đều rất là tuyệt vời. Cái này nó là dake atte, là quả đúng là, đúng không ạ? Như trong câu này thì mọi người thấy là quả đúng là nhận nhiều giải thưởng có khác. Đây là một bộ phim tuyệt vời. 93 ở đây, sōtengai no kaihatsu nani nani iken ga taritsu shiteiru. Trong câu này của các bạn thì sẽ dịch là cái việc tái phát triển của cái khu phố, cái khu bán hàng, khu thương mại đó thì có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều, những cái ý kiến phản đối đấy ạ. Và câu này của chúng ta ở đây thì các bạn lưu ý đi, đáp án nó sẽ là o megutte. Được chưa? O megutte. Tại sao ạ? O megutte đó là xoay quanh. Xoay quanh một vấn đề nào đó. Ví dụ, xoay quanh cái vấn đề này có nhiều người. Thì cái cấu trúc ngữ pháp megutte các bạn mở ngoặc bạn nói cho mình, đấy là thường là từ hai người trở lên. Từ hai người trở lên tranh đấu nói chuyện và có nhiều ý kiến, có nhiều thì người ta mới dùng với megutte. Chúng ta sẽ có cái câu này, đấy là densa no naka de mukashi no tomodachi ni ai desu yo ne kangeki no nani nani ogoe o dashite shimatta. Mọi người đã gặp một cảm giác ngày xưa. Câu này của các bạn đó là mình gặp ạ. Mình gặp ai? Mình gặp người bạn ngày xưa của mình ở trong tàu điện và mình cảm kích, mình kích động quá. Thế là mình mới bụt ra nói, mình mới nói những cái tiếng rất là to. Chuẩn luôn. Và đáp án của chúng ta trong câu này là no amari. Cái này mình cũng dạy mọi người buổi trước rồi, buổi này giờ easy game với các bạn luôn đúng không? Bạn nào mà theo dõi hết cả 4 tập, từ tập 1 đến tập 4, hôm nay là tập 4 thì chắc chắn chúng ta có. Đáp án no amari là vì quá, được chưa nào? 95 nào. Akutenko nani nani desu ne. Ooze no kyaku ga panda o miyou to daien shita. Rồi rồi, câu này thì sao ạ? Chúng ta sẽ cùng nhìn nhá. Câu này của chúng ta, trong câu này thì đấy là sao ạ? À, đây là thời tiết xấu, là mệnh đề phía trước này. Mệnh đề phía sau của các bạn ở đây đó là rất là nhiều quan khách đã đi đến công viên để xem con gấu panda đấy ạ. Đáp án ở đây phải là 4 nha. Thì lưu ý giúp cho sensei này, ni mo kakawarazu, nó là cho dù là bằng với nô ní ấy ạ. Lúc nãy sensei bảo với mọi người nhớ theo công thức là bằng là nô ní đúng không? Mặc dù là thời tiết xấu nhưng mà người ta vẫn đến xem. Được không nào? Số 2 khi mà em dịch lên là bất kể đấy. Tuy nhiên em phải học kỹ cho sensei, phải học thật sự cái bản chất của nó. Thua dự là bất kể giới tính, bất kể tuổi tác, đúng không nào? Thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp nhận anh chị vào. Tức là đằng trước của nó sẽ là những cái sự chênh lệch, những cái danh từ nào mà nó có cái phạm vi rộng như là tuổi tác này, quốc tịch này, giới tính này, hay những cái danh từ mà nó mang cái tính chất đó là có cái sự lựa chọn, đó là bất kể nam hay nữ, bất kể có kinh nghiệm hay không, được chưa? Cái còn nó có một cái trường hợp cụ thể là thời tiết xấu thì em phải đi với nồ ní. Câu 96 ở đây của chúng ta cùng nhìn nhá. Koromotachi wa fuku ga yogoreru nani nani muchiu de asondeiru desu yo ne. Hai, bọn trẻ con thì nó chơi rất là say mê.
mặc dù là quần áo của nó thì bị bẩn đấy ạ. Thì đáp án số mấy đây ạ? Câu của chúng ta trong đáp án này đấy là Mokamawazu. Với mà kamawazu thì nó mang cái bản chất như thế này, là cái chuyện đấy là cái chuyện khá là bất thường, nhưng người ta không quan tâm đến ánh mắt người đời, họ cũng không quan tâm đến mọi thứ, họ mặc kệ. Cái chữ này chữ mặc kệ quần áo bẩn. Bọn trẻ con nó vẫn chơi rất là say mê. 97 nào. Sakihodo no setsume nani nani chitsumon ga aru kata wa te o agete kudasai. Rồi, trong cái câu này của các bạn đấy là những anh chị nào mà có câu hỏi, đúng không? Đối với cái phần giải thích ở phía trước thì hãy giơ tay đấy ạ. Cùng nhìn vào đây cho sensei thì đáp án của mình là nitaishite. Đối với cái phần giải thích phía trước, những anh chị nào mà có câu hỏi đối với phần giải thích thì hãy giơ tay lên. Thì nó phải là 2. Câu 98 của chúng ta. Ui, sắp đến 100 rồi. Kono chikaku ni wa konbini nani nani zido hanbaiki sae mo. Này, ở gần cái khu này thì sao ạ? Konbini, cửa hàng tiện lợi ấy. Và phía sau là đến ngay cả máy bán hàng tự động cũng có. Và đáp án của các bạn ở trong câu này nó là đáp án số 4. Motoyori. Motoyori là thì là tất nhiên rồi. Thật ra các bạn chỉ cần nhớ cho sensei. Motoyori bằng với mochiron. A là đương nhiên rồi nhưng B thì cũng. Cái vùng này cửa hàng tiện lợi là đương nhiên rồi nhưng ngay cả đến máy bán hàng tự động cũng không có. 99 nào. Ningen ga. Wow. 200 sai ma de ikiru nante. Nào câu này các bạn ơi, chúng ta sẽ có một cái chữ nan tệ ở đây. Con người mà sống đến 200 tuổi là một chuyện như thế nào đấy các bạn? Arienai. Đúng không ạ? Tại sao lại là arienai thì các bạn lưu ý chúng ta cùng học một cái cấu trúc ngữ pháp sau đây. Có thể cái từ arienai bạn đã gặp rất nhiều rồi, nhưng ở đây chúng ta sẽ có enai là không thể, và thường là nó nói về khả năng xảy ra của sự việc nhé. Đấy, cái mà các bạn phải học sâu hơn ấy, đây là khả năng xảy ra của sự việc. Vậy câu này đó là không thể có cái chuyện là con người sống đến 200 tuổi được. Yes. Cái cảm giác này là một cảm giác rất sướng các bạn ạ. Là cái cảm giác mình đã đến được một câu 100 rồi. Trời ơi. Kono seta wa desu ne 1000 en nani nani hinsetsu ga totemo ii desu yo ne. Hai. Câu này của chúng ta sẽ dịch ở đây đó là cái áo len này thì là giá là 1 sen. Đúng không? Và chất lượng của nó rất là tốt. Và đáp án của chúng ta trong câu này thì nishite wa. Vì sao ạ? Hai, vì nishite wa đó là mặc dù, tuy nhiên, và nói về những cái sự không tương xứng nhá. Nói về những sự không tương xứng. Như trong câu này này, thật ra là ở Nhật ấy, một cái bộ quần áo, một cái áo len bảo giá 1 sen ấy, thì so với cái việc đấy, hoặc mặc dù nó là 1 sen, nó không có tương xứng đâu, nhưng có một cái chuyện đằng sau là chất lượng lại cực kỳ tốt. Đó, thì với nishite wa và wari ni wa nó sẽ nói về hai cái chuyện không tương xứng. Rồi, và bây giờ chúng ta đi vào cái phần sau đây là phần nối nè. Mọi người cùng nhìn nhá sensei. Hai. Ở đây thì chúng ta sẽ có là mộ kamawazu, đấy là mặc kệ. Được chưa nào? Một đi với D, đúng luôn. Rồi, hai. Hai sẽ đi với E đúng không? Nishite wa là tuy nhiên, đúng rồi ạ. Enai là không thể này. Được chưa nào? Date atte là quả đúng là này. Và motoyori là thì là tất nhiên rồi, thì là đương nhiên rồi. Ii desu ka? Hai. Otsukare sama deshita. Bye bye mọi người. お疲れ様でした。バイバイ。